Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập Tập 35 Phẩm thứ sáu Như Lai Tán Tháng Mời xem Kinh Văn Nhĩ thời Thế Tôn Cử thân phóng đại quang minh Biến chiếu Bách thiên vạn ức Hằng hà xa đẳng chư Phật thế giới Suốt đại âm thanh Phổ cáo chư Phật thế giới Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát Cặp thiên long quỷ thần Nhân phi nhân đẳng Thính ngô kim nhật Xưng dương tán tháng Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Ư ừ thập phương thế giới Hiện đại bất khả tư nghị Phi thần từ bi chi lực Cứu hộ nhất thiết tội khổ chi sự đến chỗ này là một đoạn kinh văn phía trước giới thiệu cho chúng ta bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng là vị giáo chủ có thể giáo hóa chúng ta hiện nay gọi là vị thầy dẫn đường đây là vị thầy dẫn đường có năng lực có trí huệ dẫn dắt chúng ta thoát khỏi khổ nạn cũng nói rõ đối tượng mà bồ tát giáo hóa độ thoát Vô cùng hiếm có Là Ngài có thể Độ chúng sanh địa ngục Điểm này chúng ta phải đặc biệt Thể hội cho thật kỹ Tất cả chúng sanh Cõi có căng tánh tệ nhất Tạo tác nghiệp ác Sâu nhất Nặng nhất Đó chính là Chúng sanh địa ngục chúng sanh địa ngục ngài có năng lực để độ thoát thì những cõi khác không cần phải nói nữa những cõi khác đều là dễ độ cõi khó độ nhất ngài còn có thể độ được từ đó cho thấy vị bồ tát này quả thật không thể nghĩ bàn từ kinh văn phía trước chúng ta có thể thể hội được ngài thật sự có năng lực phổ độ tất cả chúng sanh trong chính pháp giới không có khác gì so với trí huệ đức năng trên quả địa như lai cho nên sau khi giới thiệu xong thì thế tôn ở chỗ này đặc biệt khen ngợi về ngài dụng ý của khen ngợi rất sâu rất rộng mục đích chính là yêu cầu chư đại bồ tát trong mười phương thế giới phải ủng hộ bồ tát địa tạng hết lòng hết sức trợ giúp bồ tát địa tạng độ thoát những chúng sanh khổ nạn này ý nghĩa này chính là nói như định phải tuyên dương kinh điển này Khen ngợi công đức của Bồ Tát Phổ độ tất cả chúng sanh Mục đích là ở chỗ này Kinh văn vừa mở đầu là Lúc đó khắp thân của Thế Tôn Phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn Muôn ức hằng hà xa cõi nước Của chư Phật Đây là chứng tỏ Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp tận hư không khắp pháp giới không để sót một nơi nào bất kỳ nơi nào ánh sáng phật cũng đã từng chiếu đến loài cảnh giới này là hoàn toàn tương đồng với cảnh giới trong kinh hoa nghiêm nói cử thân là đặc biệt chú trọng cái thân này thân là sắc tướng ánh sáng là được phóng ra từ cái thân này ánh sáng này là ánh sáng của tâm tánh ánh sáng bát nhã vốn đầy đủ của tự tánh Phần trước đã từng nhắc qua với các vị rồi Loại sống ánh sáng này Vô cùng đặc thù Bởi vì làn sóng của nó là bình đẳng Trong một sắc đa Liền tỏa khắp hư không pháp giới Không phải giống như ánh sáng mặt trời mặt trăng sao mà mắt thường chúng ta đã nhìn thấy ánh sáng này tốc độ lan truyền của nó rất chậm chúng ta nghe thấy nhà khoa học nói cho chúng ta biết rất nhiều ngôi sao ánh sáng của nó truyền đến trái đất của chúng ta phải mất rất nhiều năm hoặc mấy trăm năm mấy ngàn năm mấy vạn năm ánh sáng Cần thời gian dài như vậy Mới có thể truyền đến được Phật phóng ra ánh sáng Đây vừa phóng Thì đồng thời truyền đến Tận hư không khắp Pháp giới Cho nên hoàn toàn Khác với những loại ánh sáng này Cử thân Tức là mỗi bộ phận trên thân thể này Đều phóng quang Tiêu biểu như Đại viên mãn Quang Minh Vân Như phần trước đã nói Đây là ánh sáng viên mãn Ở trong ánh sáng viên mãn Đã hàm nhiếp Vô lượng pháp môn Mà Bồ Tát đã tu Trong nhân địa Công đức viên mãn Mà ở trên quả địa chư Phật như Lai Đã chứng Đều hiển thị không sót Ở trong tướng ánh sáng này cho nên đây là cảnh giới Bất khả tư nghị Hiển thị Thân Phật Trùm khắp Pháp giới Hiển thị Ba thân một thể Pháp thân báo thân Ứng hóa thân một tức là ba ba tức là một không những hiển thị ba thân là một đồng thời cũng hiển thị ra y chánh không hai y báo là hoàn cảnh sống chánh báo là cái thân thể này y tức là báo báo tức là y y chánh không hai là y chánh không hai nếu như chúng sanh có duyên gặp được phật quan sao gọi là có duyên những người nào có duyên những người nào không có duyên vậy người có duyên tức là bản thân không có chướng ngại bạn liền nhìn thấy ánh sáng này Người không có duyên là do bản thân có nghiệp chướng Chứ không phải do Phật quan không chiếu Cái gì đồng tu phải biết Ánh sáng của Phật chiếu khắp Tại vì sao chúng ta không nhìn thấy Nguyên nhân của không nhìn thấy Chính là do mình có nghiệp chướng Lúc tôi năm xưa học Phật Đại sư Trương Gia dạy tôi Đích thân Thầy nói Vô cùng Kiên định Khẳng định Ở trong cửa Phật Có cầu ác có ứng Ở trong cửa Phật Các vị phải nhớ kỹ Phật là gì? Là giác ở trong cửa Phật chính là nói Trong cửa giác ngộ Giác ngộ không phải mê hoặc Có cầu ác ứng Nếu như khi bạn có cầu Mà không có cảm ứng Đây là nguyên do gì? Đại sư dạy chúng tôi là Bạn có nghiệp chướng Cần phải đem nghiệp chướng tiêu trừ thì cảm ứng liền hiện tiền ngay đây là đạo lý nhất định nghiệp chướng làm sao tiêu trừ tôi cũng hỏi vấn đề này nghiệp chướng là nhất định có làm sao để tiêu trừ đại sư dạy cho tôi sám hối Đồng thời lại dạy tôi Sám hối Không phải bảo bạn đi bái sám Bạn đi bái đại bi sám Bái lương hoàng sám Bái đủ thứ sám Chưa chắc có thể tiêu trừ được nghiệp chướng Thế thì phải sám hối như thế nào đây Sám hối là từ đây vì sao Không còn tạo nữa Đây mới gọi là sám hối chân thật Chính là bạn biết mình lỗi lầm rồi nhanh chóng điều chỉnh trở lại đây gọi là chân sám hối chúng ta lại hỏi ở trong tự viện tổ chức những pháp hội sám hối này rốt cuộc là có ý nghĩa gì đại sư nói với tôi ở trong tự viện tổ chức pháp hội sám hối là làm hình mẫu làm nghi thức cho những người mới học phật người chưa học phật để họ nhìn thấy loại hình thức này mà sanh khởi tâm hổ thẹn sanh khởi tâm sám hối là có ý nghĩa như vậy chúng tôi mới chợt hiểu ra đó là biểu diễn cho người ta xem chính mình tu hành không đặt nặng những hình thức này mà chú trọng ở thực sự quay đầu Biết được mình sai rồi Sai rồi lập tức sửa đổi ngay Từ đây vì sao Không tạo tiếp nữa Đây gọi là chân sám hối Như vậy mới có thể Cảm ứng đạo giao với Phật Bồ Tát Ánh sáng mà trên kinh nói Ánh sáng của Phật ánh sáng của phật đích thực là chỉ bộ kinh điển này hay nói cách khác chúng ta gặp được kinh điển này chính là gặp được ánh sáng chiếu khắp của thế tôn ánh sáng này của ngài là vĩnh hằng không phải gián đoạn nơi nào mà có kinh điển thì nơi đó có ánh sáng của phật soi chiếu chúng ta mở kinh văn ra đọc tụng thọ trì hiện nay gọi là học tập chính là tiếp nhận ánh sáng của phật có thể giác ngộ có thể y giáo phụng hành thì nhất định chứng ngộ được vô thượng Bồ đề. Những việc này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Phải biết quý trọng. Đại âm thanh là một trong 32 tướng tốt. Trong 32 tướng tốt, không gọi là đại âm thanh, mà gọi nó là phạn thanh. Như lai phạn thanh. Ý nghĩa của chữ phạn là thanh tịnh. Âm thanh của Phật có thể đánh thức mê tình của tất cả chúng sanh trong đại luận nói đại phạm thiên vương có năm loại thanh cũng chính là âm thanh của họ có năm đức năm loại đức tướng loại thứ nhất âm thanh của họ rất sâu lắng là giống như âm thanh của sấm sét vậy có thể khiến người ta tỉnh thức cảnh giác loại đức thứ hai âm thanh của họ có thể truyền đi xa ở chỗ này âm thanh và ánh sáng của phật giống nhau tận hư không khắp pháp giới đều có thể nghe thấy Chúng ta ngày nay không nghe thấy âm thanh của chư Phật thuyết Pháp Là do nhĩ căn chúng ta có vấn đề rồi Thực ra không phải là căn tánh có vấn đề Mà vấn đề là ở trong tâm Tâm không thanh tịnh Thế là cái căn này Sanh ra sự cố Trên kinh thường nói Y báo chuyển theo chánh báo Thân của chúng ta Nghiêm túc mà nói Là cái y báo đứng đầu Gắn liền mật thiết nhất Cho nên nói Tướng chuyển theo tâm Thể chất Cũng chuyển theo tâm Sáu căn của chúng ta chuyển theo tâm Tâm địa thanh tịnh Thì tế bào trong sáu căn Vì tế bào nó liền sanh ra biến đổi Biến đổi đến mức Hoàn toàn phù hợp Với tiêu chuẩn của tự nhiên Thì có thể tiếp nhận Thông tin của hư không Pháp giới Mắt có thể tiếp nhận sắc tướng của tận hư không khắp pháp giới tai có thể nghe khắp tất cả âm thanh trong hư không pháp giới muốn nghe âm thanh gì liền có thể nghe âm thanh ấy khi không muốn nghe thì lặng lẽ vô thanh chúng ta xem thấy trên kinh người thế giới cực lạc là như vậy tại vì sao họ có thể còn chúng ta không thể vậy tâm họ tịnh tâm tịnh thì cõi nước tịnh chúng ta hiểu được đạo lý này hiểu rõ những chân tướng sự thật này muốn hồi phục lại năng lực trí huệ đức tướng của mình thì không có gì khác ngoài định huệ ở trong định huệ định là then chốt huệ không cần phải tu định khởi tác dụng chính là huệ định khởi tác dụng chính là giới giới định huệ tuy một mà ba tuy ba mà một không thể tách rời tác dụng của định huệ chúng ta gọi là xảo tương ưng với giới là thiện chư phật bồ tát phương tiện thiện xảo của các ngài chính là niệm niệm đều tương ưng với tam học Với định huệ thiện xảo đến cực điểm cho nên thật sự ánh sáng của các ngài chiếu khắp phản âm nghe cùng khắp sau khi nghe xong đều sanh tâm hoan hỷ thấy sắc tướng sanh tâm hoan hỷ Nghe âm thanh sanh tâm hoan hỷ Không những sanh tâm hoan hỷ Người thể hội được ý nghĩa này Sẽ tự nhiên sanh khởi tâm kính mến Đây là loại đức tướng thứ ba Loại đức tướng thứ tư Là Phật thuyết tất cả Pháp Pháp thậm thâm Sau khi bạn nghe xong Thấy chẳng khó hiểu rất dễ dàng hiểu được rất dễ dàng tiếp nhận quyết định không hiểu sai ý nghĩa loại đức thứ năm là khiến người khác nghe xong vĩnh viễn không thấy chán không giống như chúng ta làm những việc khác làm lâu rồi họ liền thấy chán ngán thấy ánh sáng sắc tướng của phật nghe âm thanh phật thuyết pháp vĩnh viễn nghe hoài không chán người hiện tại gọi là hưởng thụ cao cấp đây là thật không phải là giả cho nên nói xuất đại âm thanh với chư bồ tát chính là việc lớn nhằm lưu thông bộ kinh này bộ kinh này ở trong Phật pháp chúng ta nói thật ra cũng là pháp luân căn bản. Hoa Nghiêm được xưng là căn bản. Là căn bản của toàn bộ Phật pháp. Là căn bản dạy học của tất cả chư Phật Như Lai. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyện là căn bản. Khởi tu của chúng sanh Bạn bắt đầu tu từ đâu? Phải bắt đầu tu từ bộ kinh này Bạn mới có thể vào Cảnh giới của quả địa như Lai Cho nên Phật ở chỗ này Dùng đại âm thanh nói giới Bồ Tát, Ha Tát Tận hư không khắp Pháp giới trong tất cả cõi nước chư Phật Bồ Tát là người đã giác ngộ Cần phải gánh giác trên dài sứ mệnh Hoàng Dương Kinh Hộ Trì Kinh Làm sao hộ đây? Y giáo phụng hành chính là hộ trì kinh nếu như chúng ta đem kinh này tuyên dương khắp nơi giới thiệu cho đại chúng mà chính mình không có làm không có nghiêm túc tu thì đó chỉ là phước đức loại cách làm này quả báo là phước báo hữu lậu của thế gian bạn tu phước rồi nếu như bản thân bạn y giáo tu hành sau đó khéo léo cảm hóa người khác đây là thuộc về công đức ở trong công đức có phước đức trong phước đức không có công đức điều này số lần chúng tôi nói cũng rất nhiều rồi thế tôn ở chỗ này khuyên bảo tất cả bồ tát ma ha tát chúng ta ngày nay may mắn có được thân người nghe được phật pháp điều may mắn hơn nữa là có thể xuất gia tu hành trong phật pháp làm đệ tử của phật làm học trò của phật phật có thừa nhận ta là học trò hay không điều này hoàn toàn xem lại chính mình nếu như bản thân chúng ta ba nghiệp thân khẩu ý tương ưng với lời giáo huấn của đức phật thì phật Nhất định là thừa nhận chúng ta là học trò của Ngài Nếu như ba nghiệp thân khẩu ý không tương ưng với lời giáo huấn Thì tuy chúng ta nói là học trò của Phật Ngày nay cũng hiện ra hình ảnh Cao đầu Cũng mặc áo tràng Đắp y cũng đi thọ giới nhưng Phật Bồ Tát vẫn không thừa nhận. Không thừa nhận thì thân phận này giống như lời đại sư Thiên Thai đã nói, gọi là tỳ kheo danh tự. Danh tự là hữu danh vô thực. Là sa môn danh tự. Người xuất gia danh tự không phải là thật. Đây là điều đáng để chúng ta soi lại thật sâu xa Đã là xuất gia Thì nhất định phải là một người đệ tử Phật Xứng danh Chúng ta liền có sứ mệnh Hoàng dương bộ kinh này Muốn hoàng dương bộ kinh này Thì nhất định phải tu học theo bộ kinh này rất nhiều các vị đồng tu học giảng kinh tôi ở nơi này và những nơi khác cũng thường hay gặp một số pháp sư trẻ tuổi đến hỏi tôi làm sao mới có thể giảng kinh được hay Những người này cho rằng tôi giảng kinh mấy mươi năm Có một chút kinh nghiệm Rất hiếm thấy họ nêu ra vấn đề này Nếu thật sự muốn giảng kinh hay Nhất định phải tu hành như lời chỉ dạy bạn thật tu mới có tâm đắc người hiện nay chúng ta gọi là tâm đắc ở trong phật pháp nó là chỗ ngộ bạn không phải chân tu thì bạn sẽ không có chỗ ngộ chỉ có thật làm mới có chỗ ngộ bạn ngộ càng sâu thì bạn giảng đương nhiên sẽ càng tuyệt vời hơn nếu như bạn không có chỗ ngộ xem chú giải của người khác nghĩa là nói theo sách vở toàn là của người khác hoàn toàn không liên quan gì với mình thì bạn làm sao có thể giảng hay được chứ bạn có thể giảng chú giải rất thành thục, giảng rất trôi chảy, giảng đến hoa trời rơi rụng. Có nội dung thực tế hay không? Không có. Những gì bạn giảng toàn bộ là ở bề ngoài, ở trên hình tướng, chưa chưa có thấm sâu vào bên trong một phần nào. Bạn vào càng sâu thì sức mạnh bạn phát ra tự nhiên sẽ khác cho nên một câu nói chung quy lại là phải thật tu như vậy bạn mới là thật sự có thể giảng hay được kiến giải tư tưởng tâm hạnh của bạn tương ưng với phật thì làm gì có chuyện giảng không hay được chứ Năm đức âm thanh của Đại Phạm Thiên Dương này Bạn cũng có thể có đầy đủ Mới học Chúng ta chưa có giác ngộ Chưa có ngộ nhập Mới học Cần phải bắt đầu từ đâu vậy? Chân thành Cái này có thể cảm ứng Có thể được Phật Bồ Tát gia trì Gia trì giúp bạn ngộ nhập Tâm của bạn không chân, không thành Thì vô phương rồi Chân thành là không có mảy may tướng giả dối quanh co Không những chân thành trong lúc đọc kinh, giảng kinh lên bục giảng thì chân thành Xuống bục giảng thì giả dối Có được hay không? Không được Cái gì nên biết Một chân thì tất cả chân Chúng ta chỉ có một tâm chân thành Đối với Chư Phật Như Lai Cũng là tâm này Đối với tất cả chúng sanh Cũng là tâm này Bạn mới có thể ngộ nhập Nếu như bạn còn dùng hai loại tâm thì nhất định không thể ngộ nhập được rồi Thông những cảnh giới Phật không thể ngộ nhập Nói thật ra Bạn đối với những tình huống trước mắt này Bạn cũng không thể hiểu được Đây là điều mà Đồng tu chân thật phát tâm Học giảng kinh Phát tâm muốn tiếp nối Huệ mạng Phật Hoàn Pháp lợi sanh không thể không biết chư đại bồ tát đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh không chỉ là ngộ nhập có thể nói là các ngài ngộ nhập triệt để rồi trong Phật Pháp nói là thấu triệt nguồn Pháp Chúng ta biết Ở trong đây có rất nhiều Bồ Tát Ma Ha Tát Đều là do Chư Phật Như Lai Mười phương lái ngược thuyền tự Đến thị hiện Thân phận của Bồ Tát Không có nhất định Các vị phải biết Các ngài có thể thị hiện Đủ dạng thân phận khác nhau Chúng ta xem thấy Ở trong phẩm phổ môn 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm Đây là nêu ra thí dụ Ngài thị hiện không phải là ý của mình Mà hoàn toàn xem sự cảm của chúng sanh Ngài là có ứng Nghĩa là cần dùng thân Phật được độ Ngài liền hiện thân Phật Vị Phật đó cũng là Bồ Tát Cần dùng thân bé trai bé gái mà được độ Ngài liền hiện thân bé trai bé gái Bé trai bé gái đó cũng là Bồ Tát cần dùng thân tỳ kheo mà được độ ngài liền hiện thân tỳ kheo đâu có nhất định chứ thậm chí là nói cần dùng thân ăn mày mà được độ ngài liền hiện thân ăn mày chúng ta xem thấy ở trong niên phổ của lão hòa thượng hư vân lão hòa thượng hư vân triều bái ngũ đại sơn gặp người ăn mày người ăn mày đó là bồ tát văn thù hóa thân cho nên phải biết Những vị Bồ Tát Ma Ha Tát này Là đang ở trong các ngành các nghề Trong xã hội hiện nay Của chúng ta Bạn có biết người nào là Bồ Tát hay không? Không biết được Ta là phàm phu bất thường mà Chư Phật như lai like những vị Đại Bồ Tát này Tại vì sao phải làm như vậy? Dũng ý của cách làm này rất sâu để chúng ta sanh khởi tâm cung kính hết sức đối với tất cả chúng sanh người học phật chúng ta cần phải có thái độ như thế nào bất luận là tất cả người tất cả sự tất cả vật chúng ta đều phải xem họ như là chư phật như lai thị hiện vậy thì tâm cung kính của chúng ta mới thực sự sanh khởi được như vậy mới có thể khế nhập hạnh phổ hiền hạnh thứ nhất của phổ hiền là lễ kính chư phật chúng ta đối xử với bất kỳ người sự vật nào cũng đều chân thành lễ kính lễ là bề ngoài kính là nội tâm Cho nên Thâm ý của thị hiện Mật ý của thị hiện Là dắt chúng ta đến hạnh phổ hiện Chúng ta tuyệt đối không dám khinh mạng Với bất kỳ một chúng sanh nào Ở trong cái nhìn của chúng ta Họ là như lai hóa thân Rốt cuộc họ có phải là như lai hóa thân hay không? tâm này của ta nếu đối xử với họ như vậy họ là như lai hóa thân thì người này họ ở trong cảnh giới của ta chính là như lai hóa thân bạn muốn hỏi là đạo lý gì cảnh chuyển theo tâm chuyển theo tâm của tôi họ ở trong cái nhìn của tôi họ là như lai còn ở trong cái nhìn của bạn họ là phàm phu đạo lý này bạn có hiểu hay không trong cái nhìn của tôi họ là như lai thì cảnh giới của tôi liền nâng lên đến cảnh giới như lai phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư phật phàm phu nhìn phật bồ tát thì vẫn là phàm phu phàm phu không thể thành phật được chính là bởi vì nhìn tất cả chúng sanh đều là phàm phu nếu như bạn thật sự quay đầu bạn nhìn tất cả chúng sanh đều là chư phật như lai thì bạn thành phật rất nhanh tại vì sao thiện tài đồng tử một đời thành phật vậy đạo lý ở đâu là nhờ vào điểm này đây chính là chúng ta thường nói dùng tâm chân thành đối xử với tất cả người sự vật chân thành đến cực điểm rồi sẽ chuyển tất cả cảnh giới thấy đều thành cảnh giới phật chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói tướng chuyển theo tâm thể chất chuyển theo tâm cảnh giới chuyển theo tâm đang giảng mỗi ngày đang khuyên mỗi ngày đang nhắc nhở mỗi ngày tại vì sao bạn không thể chuyển vậy chuyển ở trong khoảng một niệm Chúng sanh và Phật nói thật ra chỉ cách nhau có một niệm mà thôi. Một niệm giác bạn liền thành Phật, một niệm mê bạn chính là phàm phu. Hy vọng các vị đồng tu cần thấu rõ cái ý này cho nên các ngài sáng tỏ triệt để chân tướng của vũ trụ nhân sanh biết được giảng pháp đều không biết được tất cả pháp không có tự tánh trên kinh bát nhã nói các pháp do duyên sanh duyên sanh nên vô tánh không nghe nơi thể hoàn toàn không thể được Các ngài vẫn cứ đến thị hiện Vẫn cứ đến làm nên tấm gương cho người ta xem Đây là từ bi đến cực điểm rồi Bởi vì các ngài cũng biết rõ Hạt giống Phật cũng từ duyên sanh <laughs> Duyên là gì? Tất cả mọi người là duyên Tất cả sự là duyên Tất cả vật cũng là duyên Sáu căn chúng ta tiếp xúc chính là duyên trong duyên làm sao có hạt giống Phật Vừa rồi tôi đã nói với bạn Bạn có thể xem tất cả người sự vật Như là chư Phật như Lai thị hiện Thì hạt giống Phật của bạn sanh rồi Nếu như bạn xem tất cả người sự vật này đều là phàm phu Đều là phàm phu sanh tử nghiệp chướng Thì hạt giống Phật của bạn không sanh Nghiệp chướng của bạn sanh rồi vọng tưởng phân biệt chấp nước của bạn xanh lên rồi đều ở trong khoảng một niệm mà vấn đề là bạn có biết hay không tông môn thường hay kiểm tra học trò thường hay hỏi có thấy chưa anh có thấy ra chưa thấy không thấy rồi liền nhập cảnh giới không thấy thì vẫn là phàm phu Cho nên ý nghĩa của câu nói Thấy không này cũng rất sâu xa Chúng ta cần phải thể hội được Cái nghĩa thú này Chúng sanh do nguyên nhân này Nên có cảm Bồ Tát cũng vì đó Mà có ứng Cảm ứng đạo giao lý của cảm ứng đạo giao chúng ta phải hiểu chúng ta cảm ứng đạo giao với chư phật bồ tát chúng ta cũng là cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh thiện cảm ứng với thiện ác cảm ứng với ác lý rất sâu nhưng không phải không thể hội được Chúng ta nêu một thí dụ rất đơn giản, dễ hiểu. Bạn xem, người học Phật thích ở chung với người học Phật. Tôi học Phật, tôi có cảm. Hết thể những người học Phật đó, họ liền ứng. Người học Phật tuyệt đối không thể ở cùng với người học cơ đốc giáo. Đây chẳng phải là một thí dụ rất rõ ràng sao? pháp thế gian cũng là như vậy người đánh bài họ có nhóm bạn đều là những người thích đánh bài họ cảm ứng đạo giao với nhau người khiêu vũ cảm ứng đạo giao với những người thích khiêu vũ vật dĩ loại tụ nhân dĩ quần phân tại vì sao lại từng loại từng nhóm cùng nhau là cái lý của sự cảm ứng không những động vật có loại cảm ứng này mà thực vật cũng có loại cảm ứng này nếu như bạn lưu ý khi đi du lịch giả ngoại ở trong rừng bạn thử xem cây cối một khoảng cây cối cùng một loại với nhau không thể nói khoảng rừng cây này có rất nhiều loại cây khác nhau rất ít là không nhìn thấy trừ khi người ta cố ý đi trồng nếu như khi cây cối nó sinh trưởng tự nhiên nó một khoảnh nhất định là một chủng loại cho nên bất luận là động vật thực vật hay khoáng vật nó đều là một loại một nhóm với nhau đạo lý này gọi là lý cảm ứng thiện cảm ứng với thiện Ác cảm ứng với ác Tịnh cảm ứng với tịnh Bạn liền hiểu được Phật cảm ứng với Phật Phật Bồ Tát Dùng đủ dạng thân phận Dùng đủ dạng sắc tướng Thể hiện ở thế gian này là từ bi đến cực điểm những chúng sanh khổ nạn này nhất định phải cứu tế họ trước đài loan có hội từ tế công đức cứu tế đến cực điểm là phải giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ đó mới là từ bi cứu tế chân thật dùng những tài vật này cứu tế họ không có ăn tặng cho họ một chút lương thực để ăn không có mặt tặng cho họ y phục để mặc là cứu cấp nặng nhất thời không phải con đường dài lâu con đường dài lâu Là phải cứu độ từ trên căn bản Phải dạy họ phá mê khai ngộ Phải giúp họ khôi phục trí huệ đức năng Phước báo vô cùng tận vốn đầy đủ ở trong tự tánh đây là chân thật cứu tế Không phải cứu tế giả Đây là cứu tế đến cực điểm Kinh địa tạng Là cứu tế từ trên căn bản Đối với tất cả chúng sanh Đặc biệt là đối với tất cả chúng sanh tội khổ Vừa rồi tôi nói rất rõ ràng Như định chính mình phải y giáo tu hành trước Chính mình phải thật sự làm được Thì ý nghĩa từng câu từng chữ Trên kinh điển Bạn mới có thể thể hội được Không làm được Dựa theo giảng nghĩa của người ta Để giảng Giảng hay đi nữa Cũng rất khó Khế hợp căn cơ thông thường nói đó không phải đạo dị không phải đạo dị chân chánh đạo dị chân chánh là lưu xuất ra từ trong tâm tánh chú giải của cổ đức chỉ cung cấp cho chúng ta tham khảo mà thôi đó là cảnh giới các ngài tu hành các ngài chứng được lưu xuất ra từ trong tự tánh của họ không phải lưu xuất ra từ tự tánh của chúng ta nhất định phải lưu xuất ra từ tâm tánh của chính mình mới được sau đó chúng ta đối chiếu với kinh so sánh với những chú sớ của các ngài đại đức xưa mà thâm nhập lĩnh hội mời xem đoạn kinh văn dưới đây Ngô Diệt Độ hậu Nhữ đẳng chư Bồ Tát đại sĩ Cập Thiên Long Quỷ thần đẳng Quản Tác phương tiện Vệ hộ Thị kinh Lệnh nhất thiết chúng sanh chứng Niết bàn lạc Đoạn này Thế Tôn nói ra Nguyện vọng của Ngài Đối với Bồ Tát Ma Ha Tát Đặc biệt là sau khi Phật thị hiện diệt độ Thế gian này không còn Phật trụ thế nữa Không còn Phật trụ thế Thì chúng sanh sẽ khổ rồi Mê hoặc biên đảo Tạo tác tất cả tội nghiệp Vì không có người dạy họ cho nên phật phải dặn dò các vị bồ tát này nhữ đẳng chư bồ tát đại sĩ thông thường xưng hô đại sĩ là đối với bồ tát địa thượng xưng hô đối với bồ tát đẳng giác là nhiều nhất thiên long quỷ thần trên thực tế đều là do bồ tát ứng hóa nếu như không phải bồ tát ứng hóa thật sự là trời rồng quỷ thần thì đó là phàm phu rất khó hiểu được lời giáo huấn của phật đà phật dạy họ phải quản tác phương tiện vệ hộ thị kinh trong kinh duy ma nói rất hay nếu như không có phương tiện phương là phương pháp tiện là tiện lợi bạn không có phương tiện cho dù có trí huệ cũng không thể phát huy được là giống như người thực sự có học vấn có trí huệ họ không có tài ăn nói họ lên bục giảng họ không thể nói ra được nhưng họ viết văn thì viết rất hay chúng tôi đã từng gặp những người như vậy rồi họ viết văn rất hay nhưng lên bục giảng thì không được khi dạy trước lớp thì không được họ không thể biểu đạt ý thành lời thuyết pháp cần có biện tài vô ngại biện tài cũng phải cầu phật bồ tát gia trị làm thế nào mới có thể được phật bồ tát gia trị vẫn là sự cảm ứng chân thành ta vì chúng sanh không vì chính mình thì mới được phật bồ tát gia trị Hầu hết mọi người cầu Phật Tại vì sao cầu mà không có cảm ứng Cho cầu Phật Bồ Tát Mà ở trong vì chúng sanh Vẫn còn có mình 99% vì chúng sanh Vẫn còn một chút vì mình Thì sức mạnh cảm ứng Cũng không thể đạt được hữu hồ hiện nay hầu hết mọi người hoàn pháp lợi sanh Nói đại khái là tôi 90% vì chính mình Còn 10% là vì chúng sanh Đại khái là ở tỷ lệ này 50-50 cũng hiếm có rồi Thì họ làm sao có thể có cảm ứng được chứ Những sự thật này Hy vọng đồng tu chúng ta Cần quan sát cho thật kỹ thể hội cho thật tỉ mỉ vào thời kỳ mạt pháp nghiệp chướng của chúng ta đều rất nặng nếu như không được tam bảo gia trì thì nhất định không có năng lực giảng kinh đây là điều rất thực trên kinh này nói ngay cả Bồ Tát Địa Tạng thuyết pháp cho chúng ta cũng phải nương nhờ oai thần của Đức Phật gia trì. Hướng hồ là phàm phu chúng ta. Đạo lý này nhất định phải hiểu, cho nên không có phương tiện thiện xảo. Thì chúng ta sẽ không có năng lực biểu đạt không có năng lực hiển thị nghĩa kinh thâm sâu để cho người mới học rất dễ dàng hiểu được phật ở trên kinh nói với chúng ta tuyệt đối không được phép có tâm ái kiến ái là gì tôi ưa thích kiến là gì ý tưởng của tôi kiến giải của tôi cách nghĩ của tôi cách làm của tôi nếu như dùng loại tâm thái này trang nghiêm tịnh độ thành tựu chúng sanh thì bạn liền có ngăn ngại rồi liền có chướng ngại chướng ngại điều gì chướng ngại trí huệ chân thật của chính bạn chướng ngại công đức của chính bạn rồi bạn muốn hỏi gì sao phật nói cho chúng ta biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh là một không phải hai bản thân chúng ta có tâm ái kiến chính là phân biệt chấp trước phân biệt chấp trước là mê hoặc phân biệt chấp trước là phiền não phân biệt chấp trước là chướng ngại chướng ngại tâm tánh ở trong tâm tánh có vô lượng trí huệ vô lượng đức tướng vô lượng công đức thấy đều bị chướng ngại cả rồi đây là việc khó nhất nó là chân tướng sự thật nếu như chúng ta lìa khỏi ái kiến hoặc giả nói lìa phân biệt chấp trước ái kiến chính là phân biệt chấp trước thì tâm của bạn mới thật sự là thanh tịnh trên đề kinh của kinh vô lượng thọ nói Thanh tịnh bình đẳng giác Chúng ta từ năm chỗ này Giải rộng nó ra thành mười chữ Để cho mọi người dễ hiểu Chân thành Thanh tịnh Bình đẳng Chánh giác từ bi Mười chữ này là giải rộng ra từ năm chữ này Thường giữ tâm này Tâm này chính là trang nghiêm cõi Phật Chính là thành tựu chúng sanh Áp dụng vào trong sự tướng áp dụng vào trong đời sống chính là nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên niệm phật cuối cùng niệm phật thành tựu công đức cứu cánh viên mãn nếu như không niệm phật chúng ta cao nhất chỉ có thể đến cảnh giới của bồ tát còn niệm Phật sẽ đến cảnh giới của Phật Đại viên mãn Thật sự rốt ráo rồi Quả thật dùng cái tâm này Thì chúng ta tu học Chúng ta làm việc Nhất định sẽ không có mệt chán Mệt là mệt mỏi. Chán là chán ngán, bực mình. Hôm qua ở cư Dĩ Lâm, Pháp Sư Ngộ Toàn đến nói với tôi, Thầy sanh tâm hổ thẹn. Thầy nói chúng ta niệm Phật 24 giờ, người tuổi trẻ không bằng rất nhiều cụ bà ở cư sĩ lâm người trẻ tuổi niệm đến nửa đêm thì đã mệt mỏi rồi toàn thân đều uể oải thân thể tiếp tục nổi nhưng các cụ bà vẫn tiếp tục đang ở đó nhiễu phật vẫn ở đó niệm niệm đến trời sáng các cụ cũng không thấy mệt mỏi sau khi trời sáng các bà còn đi lau chùi quét dọn môi trường xung quanh Sau khi nhìn thấy rồi Tâm thầy cảm thấy rất buồn Chúng ta không bằng các bà lão Tại vì sao các bạn thua các bà lão vậy? Bạn có vọng tưởng Họ thì không có vọng tưởng Tâm bạn không thanh tịnh Tâm họ thanh tịnh Bạn niệm Phật lâu rồi Mà trong tâm sanh phiền não Cho nên toàn thân đều uể oải Họ sanh pháp hỷ Vui vẻ vô cùng Càng niệm càng quan hỷ Càng niệm càng hăng sai Càng niệm càng có sức sống Đây là sự thật Cho nên người thật sự Đắc thiền định Thì họ sẽ dính diễn Sẽ không thấy mệt mỏi Người đắc thiền định có thể không cần ngủ Tài sắc danh thực thùy đây gọi là năm thứ che lấp năm thứ này che lấp kín chân tâm bổn tánh của bạn che lấp chính là chướng ngại chướng ngại kín rồi nó không khởi tác dụng được cho nên hôm qua tôi có nói với thầy Như định phải tu tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh có thể đạt được mục đích này phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết chú tâm vào một chỗ thì không có việc gì không làm được nếu như tâm của bạn đây là nói phàm phu không phải nói thánh nhân không phải nói học phật sự hứng thú của bạn có thể tập trung vào một điểm thì người đó cũng không mệt mỏi chán ngán các ngành các nghề đều như vậy người đọc sách thì rất thích sách họ đọc sách không cảm thấy mệt mỏi không cảm thấy chán ngán Nhà khoa học Họ ở trong phòng nghiên cứu Thường thường là quên ăn, quên ngủ Quên mất chuyện ăn cơm Quên mất việc ngủ nghỉ Đó là gì? Chỗ hứng thú của họ ở đó Vậy là đều có thể đạt được Chúng ta cũng đã từng nghe nói Napoleon trước đây của nước Pháp Một ngày ngủ chỉ 2 giờ đồng hồ Có thể lực hơn hẳn người bình thường Thể lực đó từ đâu ra vậy? Chuyên chú Ông rất có hứng thú với sự nghiệp. Một lòng một dạ vì sự nghiệp, quên hết những thứ khác. Người thế gian còn có thể làm được, huống hồ là người tu đạo. Cho nên người tu đạo trong lúc nhập định, nhập định không phải là ngủ. nếu như nói ngồi xếp bằng họ nhập định ngồi ở đó mà ngủ thì hình ảnh ngủ đó rất khó coi vì sao vậy nhất định là đầu khom xuống chạm vào chân đó là đang ngủ nếu như họ lúc nhập định thân thể ngay thẳng thì họ không phải là đang ngủ họ trong định có cảnh giới trong định của họ không phải ngủ họ tỉnh táo nếu bạn muốn bảo họ xuất định thì dùng khánh để ngay trước lỗ tai họ Gõ thật nhẹ ba cái Họ liền xuất định ngay Đây là có người kêu họ rồi Cho nên phải biết Họ không phải ngủ Tính tọa mà ngủ Có thể nhìn biết ngay Họ ngáy khò khò Đầu khom xuống đụng dưới chân Những chướng ngại này Chúng ta cần phải khắc phục phải khôi phục tinh thần Thế lực của chúng ta Mới có thể hoàn pháp lợi sanh Mới có thể tiếp nhận Lời dặn dò của Thế Tôn Quản tác phương tiện Vệ hộ thị kinh Ý nghĩa của chữ vệ này Là bảo vệ Ý nghĩa của vệ hộ Chính là gìn giữ bảo vệ Phật ở chỗ này khuyên Bồ Tát Nói thật ra cũng là khuyên chính chúng ta Kinh này Vô cùng quan trọng Đối với xã hội hiện nay Đối với chúng sanh thời mạt Pháp Tôi đã giảng mấy mươi năm trên bục giảng rồi Tôi thường hay khuyến khích đại chúng tu học phật pháp đại thừa lấy địa tạng làm nền tảng địa là tâm địa người hiện nay chúng ta gọi là xây dựng tâm lý cho nên trên bộ kinh này nói là gì xây dựng tâm lý đây là căn bản từ trong bộ kinh này mới có thể sanh ra tình yêu thương rộng lớn người hiện nay gọi là bác ái hai chữ bác ái này xuất hiện ở trong kinh vô lượng thọ trong phật pháp gọi là đại từ đại bi tâm đại từ bi sanh ra từ đâu vậy là sanh ra từ trong kinh này cho nên kinh này là căn bản nội dung của kinh này chính là nói về hiếu thân tôn sư đây là lấy đạo hiếu làm nền tảng toàn bộ hết thảy pháp đều sinh ra từ trong đạo hiếu nội dung của kinh này là đại hiếu từ trong hiếu sanh từ bi từ trong từ bi sanh trí huệ từ bi là phước phước đến thì lòng dạ cũng sáng ra từ trong trí huệ mới thật sự phát khởi tâm rộng lớn phổ độ tất cả chúng sanh lệnh nhất thiết chúng sanh chứng niết bàn lạc niết bàn là thật không phải là giả niết bàn là bất sanh bất diệt Ý nghĩa của Niết Bàn là cứu cánh viên mãn Không có một mảy may khiếm khuyết Cho nên Phật Ở chỗ này khuyên bảo mọi người Cần phải dùng nhiều phương trước Để gìn giữ bảo vệ lưu thông Giả lại cần chú trọng hiệu quả Nhất định phải giúp đỡ đại chúng Hiểu rõ về chân tướng của vũ trụ nhân sanh Sau đó đoạn tất cả ác tu tất cả thiện vĩnh viễn không đọa tam độ thoát ly biển khổ ở thời đại này nếu thật sự muốn lìa khổ được vui vĩnh viễn không bị thói chuyển nữa thế thì không cầu sanh tịnh độ là không được rồi nếu như không cầu sanh tịnh độ Dù là ở địa vị Bồ Tát Vẫn còn thoái chuyển Thoái chuyển là việc phiền phức vô cùng lớn Đây là khuyên chúng ta niệm Phật Đạo lý chính là chỗ này Mời xem Kinh Văn Thuyết thị ngữ dĩ Hội trung hữu nhất Bồ Tát Danh viết phổ Quảng, Hiệp trưởng cung kính Nhi bạch Phật ngôn Kim kiến thế tôn Tán thắng địa tạng Bồ Tát Hữu như thị bất khả tư nghị Đại uy thần đức Duy nguyện thế tôn Vị vị lai thế mạc pháp chúng sanh Tuyên thuyết địa tạng Bồ Tát Lợi ích nhân thiên nhân Quả đẳng sự Sử chư thiên long bát bộ Cập vị lai thế chúng sanh Đỉnh thọ Phật ngữ Đoạn này là nói về Người đương cơ khải thỉnh Người đương cơ Là một vị Bồ Tát Bồ Tát Phổ Quảng Bồ Tát Phổ Quảng đại biểu cho Những vị Bồ Tát tại Pháp hội Tiếp nhận Lời dặn dò của Thế Tôn phát nguyện lưu thông bộ kinh điển này hoàng dương pháp môn này ngài đến làm đại biểu hàm nghĩa ở trong danh hiệu bồ tát cũng có ý nghĩa tương ưng với phật phóng ra ánh sáng, dùng đại âm thanh tuyên bố. Ý nghĩa của chữ phổ, phổ là phổ biến, khắp nơi mới gọi là phổ. Quảng là rộng lớn, không có bờ mé. Cảm đều tương ưng. Giới ứng, với ứng. ở chỗ này thích ca mâu ni Phật khuyên bảo các Bồ Tát tham dự pháp hội Phật là cảm các vị Bồ Tát sau khi nghe xong chịu tiếp nhận đây là ứng từ đó cho thấy cảm và ứng là hai phương diện cảm ứng lẫn nhau pháp sư thanh lương ở chỗ này giải thích cho chúng ta biết ý nghĩa của danh hiệu bồ tát từ tâm phát khởi trí huệ trí huệ trùm khắp pháp giới gọi là phổ Đây gọi là phổ giải thích rất hay không có trí huệ không chịu tiếp nhận hiện nay đem sự việc này căn dặn với bạn bạn cứ từ chối cứ khách sáo không dám nhận lời các vị bồ tát tham dự pháp hội thì không như vậy các ngài khởi trí huệ bát nhã của tự tánh từ trong chân tâm trí huệ này phổ biến khắp pháp giới đây là ý nghĩa của chữ phổ trí mới có thể dẫn đường cho hành Cũng chính là nói Trí thực tiễn vào trong sự tướng Chính là hành vi Chính là hành động Trí trùm khắp pháp giới Thì hành cũng đầy cả hư không Cũng trùm khắp pháp giới Nên gọi là quảng Chân tâm Là thể Phổ quán là dụng Phổ là nói trí huệ Quảng là nói sự tướng Cũng hiển thị Ba thân là một thể Cũng hiển thị Ba đức là một thể Ngay chỗ này là nói Tâm là pháp thân Phổ là bát nhã Quảng là giải thoát Giải thoát chính là phương tiện tự tại chúng ta gọi là tự tại tùy duyên tự tại tùy duyên chính là giải thoát ý nghĩa của đoạn này cũng rất sâu chúng ta cần phải khéo léo mà học tập ở trong phật pháp đều là nói chân tướng chân tướng nhất định không được phép chấp trước thân là ta xem vật ở ngoài thân thành cái ta sở hữu ngã sở ta còn không có thì làm gì có ngã sở chứ bạn mới thật sự giác ngộ rồi bạn phải buông xả được ngã ngã sở buông xả không dễ dàng tại vì sao bạn không thể buông xả được vì đạo lý và chân tướng sự thật này bạn chưa có hiểu rõ ràng chưa có làm sáng tỏ nếu như thật sự hiểu rõ thật sự sáng tỏ rồi thì bạn sẽ rất thích buông xả bạn không thể không buông xả đây là đạo lý nhất định sáng tỏ chính là nhìn thấu vì sao gọi là nhìn thấu lý sự nhân quả biết rõ rồi sáng tỏ rồi nên bạn là thứ gì cũng phải buông xả được sau khi buông xả rồi thì đời sống đó thọ dụng đó đối với bản thân mà nói là tự tại đối với người khác mà nói là tùy duyên cho nên tự tại là tự thọ dụng tùy duyên là tha thọ dụng Giúp tất cả chúng sanh tùy duyên Ở trong tùy duyên không có phân biệt, không có chấp trước Có phân biệt, có chấp trước Không phải tùy duyên, mà gọi là phan duyên Sự khác biệt của tùy duyên với phan duyên là chỗ này Tâm của tùy duyên là thanh tịnh, là bình đẳng Là giác ngộ Tâm của phan duyên là không thanh tịnh, không bình đẳng Là mê chấp Mê hoặc sự khác biệt ở trong đây rất lớn Thế Tùng tán thán Bồ Tát Địa Tạng Tán thán các đại Bồ Tát tham dự Pháp hội Dũng ý ở trong đây rất sâu Các vị đại Bồ Tát biết tất cả Pháp rốt cuộc là không Lại có thể thị hiện đủ dạng sắc tướng để giáo hóa chúng sanh. Vậy mới đáng được Như Lai tán thán. Người thế gian không biết tánh của các pháp vốn không. Nên họ tạo nghiệp thọ báo đó cũng là đủ dạng thị hiện Mà không tự tại Nhị thừa Quyền giáo Đặc biệt là người nhị thừa Biết được các pháp đều không Mà không phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh Nghĩa là rơi vào hầm niết bàn Nên Phật không tán thắng đây chính là nói phàm phu chấp có Nhị thừa chấp không Đều đó lạc vào hai bên Phật tán thán Bồ Tát Bồ Tát là không chấp hai bên Nghĩa là các ngài hành trung đạo Là có lợi ích chân thật Đối với mình Đối với người Nên Phật mới tán thán Dụng ý của tán thán là khiến cho người mới học như chúng ta học theo Bồ Tát. Không nên học theo Phạm Phu, không nên học theo Nhị Thừa. Học theo Phạm Phu chấp có thì sai rồi. Tạo lục đạo luân hồi, học theo Nhị Thừa chấp không cũng sai. Là rơi vào thiên chân Niết bàn Dụng ý của Phật nói là ở chỗ này. Bồ Tát Phổ Quảng đại diện chúng ta khải thỉnh Bạn xem trong lời Ngài nói là Này con nghe Đức Thế Tôn Ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát Có Đức oai thần rộng lớn Không thể nghĩ bàn như thế Đây là lời phía trước nói Bồ Tát Địa Tạng Đã nhiều kiếp phát nguyện thành tựu cho vô lượng vô biên chúng sanh làm Phật rồi. Công đức này bao lớn. Hơn nữa vẫn tiếp tục không ngừng. Phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Bồ Tát ở chỗ này đặc biệt nhắc đến Trong mong Đức Như Lai Lại vì những chúng sanh trong thời mạt Pháp sau này Chính là chỉ chúng ta Chúng ta hiện nay Sống ở thời kỳ mạt Pháp của Thế Tôn Lời Phật nói trên Kinh Pháp dẫn của Phật Có ba thời kỳ Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ chánh Pháp Cách Phật không xa Nên Phật Pháp lưu truyền Ở thế gian Ý nghĩa còn rất chính xác Người có duyên nghe được Phật Pháp Rất dễ dàng chứng quả Dựa theo phương pháp lý luận của Phật Pháp tu học Người thành tựu rất nhiều Phật nói Thời gian này Là một ngàn năm Có thể thấy chúng ta ngày nay nói là Có sức ảnh hưởng Phật giáo hóa chúng sanh Có sức ảnh hưởng sâu như vậy Lớn như vậy Trong một ngàn năm Người tiếp xúc được Phật Pháp Đều có thể tu hành chứng quả Bạn xem ảnh hưởng này bao lớn nhưng đến một ngàn năm thứ hai Thì sức ảnh hưởng này kém hơn một chút rồi Phật Pháp dần dần biến chất rồi Nên gọi là tượng Pháp Tượng tức là không có trong sáng chân thật được như vậy Tượng là tương tự Người tu hành Chứng quả không còn nữa Ít rồi Người đắc thiền định rất nhiều Dựa theo phương pháp này Đắc thiền định khai trí huệ vẫn còn Là thời kỳ tượng pháp Thời kỳ mạng pháp Đây là sau khi Phật diệt độ Hai ngàn năm Kéo dài Mãi cho đến Mười ngàn năm Cho nên pháp dẫn của Phật cũng chính là sức ảnh hưởng của Phật giáo hóa chúng sanh Tổng cộng là 12.000 năm 10.000 năm sau này thì gọi là thời kỳ mã Pháp Sức ảnh hưởng này dần dần suy yếu rồi Chúng ta có thể nhìn thấy từ trên lịch sử Cho nên sự tu học Phật Pháp sự hoàng dương Phật Pháp Người thế gian thường nói Mỗi đời một kém đi Là có nguyên nhân của nó ở trong đó Nhưng tuy là mỗi đời một kém đi Vì Phật Pháp ở thời mạt Pháp Có lúc nào cao trào hay không? Có Có cao trào Nhưng cũng có lúc đi xuống Đây là nguyên nhân gì? Đây chính là cái gọi là Người có thể hoàng đạo Chứ đạo không thể hoàng người Nếu như ở thời đại này Thật sự Có phàm phu tâm lượng lớn Họ giác ngộ rồi Họ sáng tỏ rồi Y giáo tu hành Hết lòng hết sức Hoàng dương Phật Pháp Thì Phật Pháp được hưng thịnh lên nếu như ở thời đại này Ở khu vực này không có người Hoàng Dương Không có người thật sự y giáo Tu hành Thì Phật Pháp ở thời đại này Lại suy yếu xuống rồi Có thể thấy Thịnh hay suy Là do con người Chứ không do Pháp Phật nói cho chúng ta biết Trong một dạng năm này Thật sự có lên Có xuống Lúc tôi mới học Đại sư Dương Gia nói với tôi Khích lệ tôi Bảo tôi đừng nên nản lòng Không phải Phật Pháp cứ suy thoái xuống mãi Không phải vậy Có khi hưng thịnh lên Có thể thấy Đây là việc do con người làm Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Chúng ta phát tâm Đưa Phật Pháp thời kỳ mạt Pháp Lên đến cao trào Thì được công đức vô lượng chư Phật tán thán Không phải là không thể Tôi trước đây cũng thường hay khuyến khích các đồng tu Chúng ta nếu nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa Sáng lập đạo nghiệp với năm tỳ kheo Ở vườn Lộc Giả Đầu tiên có năm người học trò Một thầy khởi nghiệp như vậy Sáng lập đạo nghiệp như vậy sáu người này có thể khởi nghiệp sáng lập đạo nghiệp ngày hôm nay nếu như có sáu người thật sự phát tâm thì sao có thể không phục hưng được sáu người là rất khó tìm sáu người phải như thế nào là sáu người sáng suốt sáu người giác ngộ sáu người thân tâm thế giới tất cả đều buông xả thì phật giáo sẽ hưng thịnh lên Chúng ta có chịu làm hay không Có chịu xả nó cho thật sạch sẽ Xả đến cùng hay không Năm xưa ở Hồng Kông Khi Pháp Sư Tẩy Trần còn tại thế Ngài đến Đài Loan để thăm tôi Ngài cũng rất hộ trì Phật Pháp Có bạn đến chuyện làm thế nào Có thể chấn hưng Phật Pháp với tôi Vào lúc đó Tôi giảng Kinh Kim Cang ở Đài Loan Giảng giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Long Giảng rất tỉ mỉ Cư sĩ Giang Vị Long có đề xướng Ở trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa Ông nói nếu như muốn Phật Pháp hưng thịnh Thì nhất định phải thực hành Chế độ trì bác Tôi đồng ý với cách nhìn của ông Người xuất gia khôi phục về cái thời đại đó của Thế Tôn Là ba y một bát Ngoài ra chẳng có gì Mới có thể chấn hưng Phật Pháp được Tôi kiến nghị với Pháp Sư Tẩy Trần Tôi nói Thầy đi tìm Chỉ cần năm người, năm vị tỳ kheo chúng ta hiện nay phước báo của chúng ta không bằng thời đó của đức thế tôn vì sao vậy thể lực chúng ta không tốt ngày nay bảo chúng ta ngủ qua đêm dưới gốc cây ngày ăn một bữa chưa đến một tuần thì đã ngã bệnh rồi đưa vào bệnh viện rồi phước báo không đủ cho nên hoàn cảnh sống phải hơi nâng cao hơn một chút so với thời đó Chúng ta không thể ngủ qua đêm dưới gốc cây Chúng ta ở trong liều Hiện tại liều trại của các em hướng đạo sinh Liều trại nhỏ mỗi người một cái Xếp lại rất nhỏ gọn Có thể cho vào trong túi ba lô Tôi nói chúng ta tìm khoảng 5 người Ban ngày chúng ta đi khất thực Giảng kinh thuyết pháp hoàng hóa Tối đến tìm một gốc cây lớn 5 người vây quanh gốc cây căng liều ngủ là được rồi Chúng ta cũng không cần phải tỉnh tọa Nằm xuống ngủ là được rồi Đêm mức sóng hạ xuống Đến mức thấp nhất Trong tâm một tạp niệm cũng không có Nhất tâm hành đạo Khi không giảng kinh Không thảo luận không Hoằng pháp Thì mọi người ngồi chung là niệm Phật Tôi nói với Ngài Ngài dẫn đầu làm Tôi sẽ ghi tên tôi là một trong năm người đó Ngài hãy tìm tiếp đi Sau khi Ngài trở về Hồng Kông Thì bạc tâm tích Pháp sư Tẩy Trần qua đời cũng rất lâu rồi Thật sự là chịu phát tâm Lúc tuổi trẻ có thể lực Có thể làm được phải phát đại tâm đại nguyện quên mình vì người vì chúng sanh trên trái đất này đem Phật pháp chấn hưng lên tuổi tác cao rồi thế lực suy yếu thì không được rồi vậy là làm không được pháp thế gian và xuất thế gian đều phải dựa vào sức trẻ Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện 19 tuổi ngộ đạo ba mươi tuổi ra hoàng pháp lợi sanh thuyết pháp bốn mươi chín năm giảng kinh hơn ba trăm hội phải tuổi trẻ mới được ở trung quốc các bạn thử xem đại sư lục tổ huệ năng thiền tông hai mươi bốn tuổi tiếp nhận y bác Ngũ tổ truyền đạo cho Ngài Lúc đó Ngài 24 tuổi Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Tuổi tác lớn rồi làm sao được Xưa nay những người này Sự trải nghiệm của họ đủ dạng thị hiện của họ Là để cho chúng ta làm tham khảo Gợi ý rất lớn cho chúng ta Hy vọng người hậu học chúng ta Có thể noi theo họ Có thể học tập theo họ Thì Phật Pháp mới có thể trụ lâu ở thế gian được Mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh tinh thần của bồ tát địa tạng đặc biệt đáng để chúng ta noi theo tâm nguyện của ngài xưa nay chưa từng thói chuyển sự hành trì của ngài vĩnh diễn đều đang dũng mãnh tinh tấn đều đang làm các sự nhân quả làm lợi ích cho hàng trời người bồ tát phổ Quảng khải thỉnh các ngài là nương theo Lời dạy của Phật Gánh giác lên Sứ mệnh Hoàng Kinh Nhưng làm sao có thể đem sự việc này Làm có hiệu quả Chúng sanh đời sau Đều kính dân lời Đức Phật Đây là nói hiệu quả Điều này phải dựa vào Phật gia trì Tuy Bồ Tát đang làm Có thể thu được hiệu quả hay không Họ cũng không dám nói Cầu Phật gia trì Chỗ này thỉnh Phật khai thị Chính là cầu Phật gia trì Nhĩ thời Thế Tôn Cáo Phổ Quảng Bồ Tát Cập Tứ Chúng Đẳng Bồ Tát Phổ Quảng ở chỗ này là đại biểu cho đương cơ Đẳng là người tham dự Pháp hội Không chỉ là tham dự Pháp hội Trong Kinh Văn phần trước nói Phổ cáo với hết thảy chư Bồ Tát Ma Tát Trong các thế giới chư Phật Chữ Đẳng nghĩa là như vậy Không nhất định là ở Pháp hội đây là tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát Trong mười phương cõi nước chư Phật Ý nghĩa ở trong chữ đẳng Là rất rộng Cặp tứ chúng đẳng Là bao gồm cả đại chúng trời rộng Đế thính, đế thính Đế thính Đế là như thật Rất trung thực Dùng cách nói hiện nay của chúng ta Để nói là Nghe thật kỹ, chăm chú nghe Là ý nghĩa như vậy Ngô đương vĩ nhữ Lược thuyết địa tạng Bồ Tát Lợi ích nhân thiên phước đức chi sự Người thế gian Đặc biệt là phàm phu lục đạo người giác ngộ ít niệm niệm vẫn lưu luyến phước đức nhân thiên không chịu từ bỏ phước đức nhân thiên cho nên họ không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi thế nhưng phật bồ tát giáo hóa chúng sanh nhất định phải tùy thuận theo căn tánh của họ thuận theo sự yêu thích của họ Dẫn dụ từ từ Chúng sanh Chú trọng ở phước Có người nào mà không cầu phước Người không tin Phật Thì có Chứ người không cầu phước Thì không có Có người nào không cầu phước đâu Bạn ở Singapore Đi trên mỗi con đường Thấy người ta Dán ngược Chữ phước Gián ngược nghĩa là phước đến rồi Họ đang cầu phước Phước có thật sự đã đến hay chưa vậy Rất khó nói Có thể thấy tâm cầu phước Không có người nào không như vậy Sao gọi là phước đức Nói thật ra họ cũng không hiểu Họ cho rằng thăng quan phát tài là phước đức nho gia là lấy khổng lão phu tử làm đại biểu trong luận ngữ nói phu tử có năm loại đức hạnh ôn lương cung kiệm nhượng nó thật ra đây là căn bản của làm người là nền tảng của cõi người ôn hậu là tâm địa hiền hòa phúc hậu biểu hiện ra bên ngoài là ôn hòa lương thiện cung thận cung là cung kính Thận là cẩn thận Thận trọng Tiết kiệm nhường nhịn Ngũ đức của phu tử Chiêu cảm nên phước báo Người xưa nói ngũ phước Ngũ phước lâm môn Ở trong ngũ phước Cái đầu tiên là phước thọ chúng ta ngày nay gọi là khỏe mạnh trường thọ đây là phước đầu tiên thứ hai là phú quý phú là có tiền của quý là có địa vị bạn ở trong xã hội có địa vị có tiền của thứ ba là khang ninh khang là khỏe mạnh an ninh thân tâm an ổn thân tâm vui vẻ tâm không có lo nghĩ thân không có khổ nạn thân hưởng lạc trong tâm vui sướng đây là khang ninh thứ tư là hiếu đức thứ năm là khảo chung khảo chung chính là chết an lành ở trong ngũ đức thì phước thọ phú quý khang ninh khảo chung đều là nói đến quả là cái bạn hưởng thụ hiếu đức là nhân tu nhân nếu bạn không tu nhân thì sao bạn được cái quả báo này hiếu đức chính là ôn lương cung kiệm nhượng bạn có tu đức thì bạn mới được phước khi hưởng phước vẫn phải tu đức thì phước báo của bạn mới có thể dài lâu mới không đến nỗi hưởng hết tu học ở trong phật pháp còn thù thắng hơn cái này nhưng chúng ta phải biết năm chữ ôn lương cung kiệm nhượng này thật sự là căn bản chúng ta tu học cũng xem cái này là căn bản dưỡng ngũ đức tu lục hòa ngày nay chúng ta tu học pháp môn tịnh độ chúng ta đặt nền tảng ở trên kinh phật quán vô lượng thọ nói tam phước là kinh phật quán vô lượng thọ đây là nền tảng của chúng ta Tam Phước là gì? Tam Phước chính là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Ở trong Tam Phước Phước đầu tiên Là hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự thầy tổ Từ tâm không giết hại Tu thập thiền nghiệp Phước thứ hai là Thọ trì tam quy Giới luật đầy đủ Không phạm oai nghi Phước thứ ba là Phát tâm bồ đề Tin sâu nhân quả Độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Các vị nghĩ xem tổng cộng 11 câu này những gì mà 11 câu này nói có phải là kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện hay không? Cho nên bộ kinh này chính là tam phước này. 11 câu nói là nói rõ tương tận mà thôi. Phật đã nói ba điều này là Tam thế chư Phật Tịnh nghiệp chánh nhân Tám chữ này vô cùng quan trọng Thế Tôn nói rõ cho chúng ta Tất cả chư Phật mười phương ba đời Từ lúc sơ phát tâm tu hành chứng quả Chính là dựa theo nền tảng này Có thể thấy 11 câu này không những là nền tảng tu hành của tịnh tông chúng ta mà thôi Mà bất kỳ pháp môn nào Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Bất kỳ pháp môn nào Cũng đều phải xây dựng trên nền tảng này Nền tảng này chính là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nếu như không đặt nền tảng trên bộ kinh này thì tu học bất kỳ pháp nào cũng không thể thành tựu cho nên tôi nói đây là pháp căn bản ở trong pháp hành vô cùng vô cùng quan trọng Pháp Sư Thanh Liên ở trong chú giải nói với chúng ta Lục Trai Nhật Nói với chúng ta Ngũ giới thập thiện Ngài đặc biệt chỉ ra cái này Chính là những việc lợi ích Phước đức nhân thiên ở trên nền tảng này lại nhấn mạnh tiếp nền tảng căn bản nhất là nhất định phải tu ngũ giới nhất định phải tu thập thiện không thể tu hạnh thanh tịnh mỗi ngày thì cũng phải mỗi tháng tu sáu ngày lục trai nhật hiện nay người bình thường dùng âm lịch là quá ít rồi rất khó nhớ Sẽ đem lại phiền phức trong đời sống của bạn Vì thì làm thế nào? Chúng ta dùng ngày Chủ nhật hoặc giả dùng ngày thứ bảy cũng như nhau Mỗi tuần tu một lần Giống như chúng ta hiện nay Đề xướng mỗi tuần Chúng ta cử hành niệm Phật một ngày 24 giờ đồng hồ Niệm Phật 24 giờ Bước vào niệm Phật đường thì ngũ giới thập thiện đã viên mãn rồi Bạn ở trong đó không còn khởi vọng tưởng Nhất tâm niệm Phật Cho nên bước vào niệm Phật đường Thì tịnh nghiệp tam phước phải đều tu rồi Giới định huệ tam học cũng được viên tu viên chứng Đúng như lời trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức tất cả Tất cả tức một Chúng ta dùng một pháp môn niệm Phật. Có thể dung nhiếp tất cả pháp môn một cách viên mãn. Cho nên pháp môn niệm Phật rất hay, đáng được đề xướng. Không câu nệ số người nhiều hay ít. Tốt nhất mỗi tuần niệm một lần, 24 giờ không gián đoạn. Chúng tôi cố hết sức để xướng pháp môn này Tương lai Thôn Di Đà Ở nơi này Niệm Phật đường Sẽ làm đến mỗi ngày 24 giờ Quanh năm suốt tháng đều không gián đoạn Hay nói cách khác Niệm Phật đường nơi đây Là niệm Phật đường tinh tấn Chứ không phải niệm Phật đường thông thường năm xưa niệm phật đường ở núi linh nham của ấn quan đại sư mỗi năm vẫn cử hành phật thất tinh tấn chúng ta ở nơi đây hàng ngày đều là phật thất tinh tấn cho nên nói vô cùng hiếm có hy vọng các đồng tu đồng tu ở nơi khác hiện tại giao thông thuận tiện có thể thường xuyên đến tham gia niệm phật ở nơi này Nếu như có đạo hữu cùng tham học Có thể tổ chức thành nhóm nhỏ Đến Singapore Bên này vô cùng quan nghênh Nhiệt liệt quan nghênh Đến nơi đây bạn niệm một tháng Cũng được Niệm bảy ngày cũng được Thường trụ ở bên này Hoàn toàn cúng dường Tứ sự cúng dường không cần phải mang theo một xu nào đến thành tựu mỗi người làm phật đây là công đức thù thắng vô song tốt rồi hôm nay chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này a di đà phật